Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả góc nhìn Hoàng Duy Hùng sáng ngày 14 tháng 8 năm 2020. Kính thưa quý vị, CNN vào ngày Chủ nhật mùng 10 tháng 8 năm 2020 có đăng bản tin nói rằng nước Mỹ mỗi ngày người ta từ bỏ quốc tịch một gia tăng. Và CNN trích lại lời nghiên cứu của một viện nghiên cứu Bembridge cho rằng là năm ngoái đó, năm 2019 đó, thì chỉ có 2 2072 người Mỹ từ bỏ quốc tịch. Nhưng năm nay chỉ đầu mới có 6 tháng đầu thôi thì đã có gần 6.000 người rồi. Tăng gần gấp hai rưỡi ba lần. Và con số này từ đây tới cuối năm có thể lên tới mười mấy ngàn nếu mà tháng 11 cuộc bầu cử xong đó, thì người ta cho rằng sẽ có nhiều xáo trộn đó, thì có thể con số càng lúc càng từ bỏ quốc tịch càng gia tăng CNN có nói rằng là tại sao người ta từ bỏ quốc tịch gia tăng là tại vì thứ nhất người ta thấy rằng là tình hình chính trị của nước Mỹ rất xáo trộn trong những cái kỳ mà vừa qua cái vụ mà Covid xong rồi Black Lives Matter rồi gì đó làm cho người ta rất lo âu và người ta nghĩ rằng cái tính khí của tổng thống trump không có đối xử với những người di dân tốt hoặc là đi ra ngoài tốt nên người ta từ bỏ quốc tịch đó là theo lời cnn chứ không phải theo tờ lời tôi, tôi quý vị và quan trọng nhất đó là những người mà nếu mà họ đi ra nước ngoài đó mà họ có có chút tiền họ về hưu đó, thì họ muốn từ bỏ quốc tịch là tại vì á thuế vẫn phải đóng mà thuế đóng về cho Hoa Kỳ thì khá cao nhất là họ làm ở nước ngoài đó họ đã có nhập tịch nước ngoài đó họ không muốn là phải đóng thuế của Hoa Kỳ thuế Hoa Kỳ thế nếu mà thí dụ như bây giờ một người kỹ sư khoảng bốn mươi mấy tuổi mà làm việc cho dầu khí ở tại Singapore cưới một người Singapore rồi nhập quốc tịch Singapore mà khi sư dầu khí thí dụ như vậy một năm là 130.000 đô la ở tại Singapore Thì áp dụng theo cái luật lợi tức của Mỹ Cái người kỹ sư đó phải đóng thuế về cho nước Mỹ Là khoảng 33% Tức là khoảng chừng 40.000 đô la Thì nhiều người e ngại cái thuế quá cao Đương nhiên là có quốc tịch thì có quyền lợi và cũng có trách nhiệm. Nên có nhiều người thấy trách nhiệm nặng hơn kiểu quyền lợi thì họ từ bỏ quốc tịch. Vì thuế má của Hoa Kỳ cũng rất cao. Cho nên CNN nói rằng là nhiều người họ e ngại. Nếu mà họ có quốc tịch khác, họ thấy rằng là họ an tâm hơn thì họ không muốn có cái trách nhiệm cao của nước Mỹ. Vậy, vì vậy cho nên là họ từ bỏ quốc tịch mỗi một ngày càng gia tăng cái cảnh này chưa bao giờ có trước đây khoảng chừng năm bảy năm không có nhưng mà tại vì nước mỹ nó càng lúc càng có những vấn đề mà nhiều người họ ra nước ngoài rồi họ thấy rằng ở những quốc gia khác tốt hơn tốt hơn nước mỹ lúc đầu họ cứ nghĩ rằng là mỹ là một cường quốc có nhiều cái quyền lợi nhưng rồi khi họ so sánh cái quyền lợi với trách nhiệm thì cái trách nhiệm lại nặng quá. Thì họ sợ, họ bỏ chạy. Đó là bản tin của CNN vào ngày 10 tháng 8 năm 2020. Thì thưa quý vị là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng có những cái bản thông cáo. Bản thông cáo là về vấn đề mà cũng như là quyền lợi và trách nhiệm thôi. Nếu mà là công dân Hoa Kỳ mà ở nước ngoài thì vẫn được được gửi cái check 1200 đô la stimulus. <laughs> Thật ra đó gửi được cái check này không biết khi nào mới nhận được nhưng mà tính ra như vậy đó thì không có bao nhiêu hết mà họ phải đóng thuế ngược lại đó. rất là nhiều nên họ không nhận. Nào. Không? không nhận. Thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng có ra một cái thông cáo là bây giờ đó là trong cái trường hợp mà những người đó thì có hai con đường để chọn con đường thứ nhất nó gọi là cái con đường tự nguyện bỏ quốc tịch voluntarily renounce tức là tự nguyện đi bỏ quốc tịch thì phải đến tòa đại sứ của Hoa Kỳ ở quốc gia mà họ muốn từ bỏ quốc tịch và họ phải đóng 2.350 đô la để xin từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ Vậy mà vẫn có nhiều người nộp đơn xin từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ 2.300 đô la, 2.350 đô la để lấy cái đơn xin nộp từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ. Thì năm nay đó, chưa gì đã có gần 6.000 người, trong 6 tháng đầu thôi là gần 6.000 người xin từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ. Trường hợp thứ hai đó là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có nói rằng là chứ là quý vị có thể mất quốc tịch Hoa Kỳ nếu mà như vậy là mất quốc tịch Hoa Kỳ thì trong trường hợp nào mất quốc tịch Hoa Kỳ thì coi như mất cái quyền lợi không nói gì hết nhưng mà cứ ra mình mình không nói gì hết mình ẩm ờ đúng không thì họ nói rằng là chứ có thể mất quốc tịch Hoa Kỳ có thể mất quốc tịch Hoa Kỳ thì trong trường hợp thứ nhất đó là ra tranh cử một cái chức gì đó mà làm nắm một cái chức vụ gì đó ở một quốc gia khác nắm một cái chức vụ gì đó ở một quốc gia khác thì có thể bị Tước mất quốc tịch Hoa Kỳ. Hoặc là đi tham gia quân đội ở một quốc gia khác thì cũng mất quốc tịch Hoa Kỳ, tại vì tham gia quân đội thì có thể là chống lại nước Mỹ. Ừ. Hoặc là ở một nước ngoài mà chống lại nước Mỹ thì có thể bị mất quốc tịch Hoa Kỳ. Rồi nếu mà nộp đơn xin quốc tịch khác với một cái ý đồ mà để tham gia vô nước đó là quốc tịch rồi đó để chống lại nước Mỹ thì bị mất quốc tịch Hoa Kỳ thì họ có liệt kê ra tất cả những cái gì đó là chống lại nước Mỹ đó thì tức là phạm tội phản quốc cho nên có thể bị mất quốc tịch Hoa Kỳ và một khi đã mất quốc tịch Hoa Kỳ thì họ nói rằng là chứ không được nhận bất kỳ một quyền lợi nào đó của một công dân Hoa Kỳ và ra là có thể trở thành là một người vô gia cư vô tổ quốc và nếu mà trở lại nước Mỹ thì phải xin nộp đơn xin có thể phải xin cái visa của nước Mỹ À, thì đó là cái bộ cái thông cáo của bộ ngoại giao hoa kỳ có hai trường hợp chính thức xin từ bỏ thì phải hãy đóng 2.350 đô la còn không thì có thể bị mất quốc tịch nếu mà phạm những cái tội nó phải gọi là phản quốc hoặc là ra tranh cử làm thủ tướng hay là cái gì đó một cái chức vụ khác của những quốc gia nó tùy theo cái nhiệm vụ chứ không phải là chức vụ chứ không phải là chức vụ nào cũng bị bị tước mất quốc tịch Hoa Kỳ. Và khi bị tước mất Hoa Kỳ, tước quốc tịch Hoa Kỳ thì đương nhiên không còn có cái quyền lợi của một công dân Hoa Kỳ. Và nếu mà trở lại nước Mỹ thì cũng giống như một người nước khác xin trở lại nước Mỹ và phải xin visa rồi gì đó. Thì đó là cái thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nhưng mà cũng rất là lạ lùng. Đó là có nhiều người cũng ẩm ờ không có trả lời. Và họ cũng có những người chính thức à, xin từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ hồi xưa đó thưa quý vị cách đây mấy năm thôi trong vòng mấy năm? năm năm thôi năm 10 năm nhất là 20 năm về trước thì có quốc tịch Hoa Kỳ là một cái vinh dự và một quyền lợi rất lớn đi đâu người ta cũng trọng đi nước nào người ta cũng thích cái cầm cái passport của nước Mỹ nên không ai không mấy ai mà dám bỏ từ bỏ của tịch Hoa Kỳ hết. Không mấy ai dám từ bỏ của tịch Hoa Kỳ. Nhưng những năm gần đây mỗi một năm như vậy là từ năm 2014, 15 rồi, rồi cái mỗi một cái, con số từ bỏ của tịch Hoa Kỳ càng lúc càng gia tăng. Cho thấy rằng là cái vị thế của Hoa Kỳ không còn được như trước. Vị thế của Hoa Kỳ trên chính trường, gì đó tài chính gì vân vân và những cái nhất là trong năm nay với cái sự xáo trộn Chính trị có Black Lives Matter là gì đó làm cho người ta rất e ngại Người ta cảm thấy không còn an toàn nên người ta từ bỏ luôn Đó là cảnh của nước Hoa Kỳ thưa quý vị Bây giờ đến phiên cái, có bản tin của bộ Cái là Ủy ban người Việt nước ngoài đó Thì thưa quý vị từ năm 2018 tới nay à, Ủy ban người Việt nước ngoài đã ra cái thông cáo rồi và xác nhận là có càng ngày càng có nhiều người người Việt ở nước ngoài xin gia nhập lại quốc tịch Việt Nam và xin được tái xác nhận là có quốc tịch Việt Nam con số này càng lúc càng nhiều đó là theo bản tin của ủy ban người người Việt nước ngoài tại sao là có cái cảnh tượng là mỹ thì người ta từ bỏ quốc tịch còn việt nam thì bây giờ người ta ồ ạt à, người ta xin trở lại quốc tịch là tại vì như tôi cũng đã nói trong clip mà người ta đánh giá việt nam về vấn đề về hưu sướng nhất là vì sao việt nam càng lúc chính trị ổn định phát triển kinh tế địa thế rất đẹp đi du lịch tốt rồi người thì rất là thân thiện cuộc sống thoải mái hơn nó không còn như trước nữa nên nhiều người, thí dụ như họ có vợ, có chồng là người Việt Nam, họ muốn nhập vô quốc tịch Việt Nam. Nhiều người. Hoặc là những người bỏ nước ra đi trước kia đó thì bây giờ họ muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam. Đây là một thực tế đang diễn ra càng lúc càng nhiều. Chứ không phải giống như một số người tưởng tượng là chỉ thích đi Mỹ. Bây giờ đó thích đi Mỹ nó ngược lại rồi. Mỹ thích đi về Việt Nam. Đó là một sự thật. tôi cũng muốn xin nhập tịch việt nam đó là nói thiệt tôi xin, tôi nộp đơn xin nhập tịch việt nam nhưng mà tôi vì là công dân mỹ cho nên tôi là mới sinh thôi mới sinh phải xin nhập tịch thôi ừ. xin nhập tịch việt nam không biết có cho hay không tôi không phải là tại vì xin nhập tịch đó, nước mỹ cũng không có bắt buộc là phải từ bỏ quốc tịch mỹ quý vị có quyền có sông tịch ở tại mỹ quý vị có nhiều quốc gia học công nhận song tịch giống như nước mỹ là công nhận song tịch việt nam có công nhận song tịch thì tôi xin được nhập quốc tịch việt nam tức là xin song tịch xin song tịch thì việt nam phải cân nhắc cái chuyện có cho tôi không đó là chuyện của việt nam tôi cũng làm thủ tục giống như mọi người đi từ căn bản làm giấy tờ chụp hình chụp ảnh nộp ký tên giống y hệt như vậy khai lý là đầy đủ nguyên do xin nhập lại việt nam và vì tôi cũng nói rất là rõ ràng tôi tuổi tuổi về hưu tôi thích cái cảnh Việt Nam tôi muốn về Việt Nam về hưu rõ ràng đó là một sự thật hiển nhiên bây giờ nhiều quốc gia nhìn thấy ván cờ đã thay đổi Mỹ nhiều người từ bỏ cố tịch Việt Nam nhiều người xin nhận lại cố tịch và xin được nhập tịch Tôi không từ bỏ của tịch Mỹ thưa quý vị Nhưng tôi xin được có song tịch Tôi xin có song tịch với Việt Nam Và tôi đang đợi cái chuyện đó Đó là bản tin sáng ngày 14 tháng 8 năm 2020 Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi Góc nhìn Hoàng Như Hùng Hẹn gặp quý vị trong chương trình sau